Chào mừng quý vị và các bạn đã đến video tiếp theo của mình. Hôm nay mình lại có mặt tại quảng trường Mỹ thuật để review đêm hội trăng rằm được tổ chức tại quảng trường thành phố Mỹ thuật. Phía trước mình là lễ hội trăng rằm của các em nhỏ đây. Mời các bạn cùng mình tiến qua để quay phim về đêm hội trăng rằm thành phố Buôn Thuật 2024. Cảnh mọi người và các em nhỏ tới đây rất đông, xe đậu kín hai bên đường. Mình cùng tiến qua bên kia đường, qua bên chỗ thành phố tổ chức đêm hội trăng rằm. Người tập trung đây rất đông. Rất đông em nhỏ. Con thấy các bạn được bao nhiêu đi, còn con thì đi 1.000. Thấy rất buồn, con còn muốn như các bạn khác, nhưng mà cô bé của ba mẹ mạnh mẽ lắm, con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để cô phụ cùng bà ngoại qua các gì. Còn các bạn cha cũng không rõ bóng hình mẹ, ngay từ phố Phật Lòng, thời gian nay như em đã chịu cảnh từ khóc. Thương em, một buổi tối đẹp trời. Thế nhưng ngoại trẻ ấy, hai chị cũng không thể tập trung rất đông. Nên thời gian nay như em luôn tỏ ra chững chạc và hiểu chuyện. Một buổi tối không mưa, rất thích hợp cho một buổi thư thu của các em nhỏ. Em còn ba hạt điều để bóc vỏ của nó. Là một tiếng em vào được 5 ký, 1 ký được 5.000. Xong rồi là em đem mua thuốc cho bà em. Tuy khó khăn thiếu thốn, hàng ngày Huệ Thiên Đa Vi E vẫn luôn nỗ lực trong cuộc sống và học tập với ước mơ thoát nghèo. Trong căn nhà nhỏ 30m2 được bà con buôn làng gom góp xây tặng, giá trị của em được treo kính cả một bức tường. Em cũng có học tập cũng rất là tốt và chăm chỉ, đặc biệt là em có còn có những năng khiếu như là vẽ rất là đẹp. Trong các cuộc thi vẽ của nhà trường thì em đều có đạt giải. Mỗi khi cô đơn buồn tuổi, em lại tìm niềm vui bằng cách vẽ lên những bức tranh mà ở đó em gửi gắm vào ước mơ về một tương lai tươi sáng. Điểm bức trung thu của em là vừa được chung vui Tết trung thu cùng các bạn là thầy cô và bà. Em ước có nhiều sách vở hơn và hoàn có một chiếc xe để đi học. Trên những cao nguyên xanh mát, nơi mây trời hòa quyện, có những ước mơ nhỏ đang lớn lên từng ngày. Có những điều tưởng chừng như bình thường với người này lại là hạnh phúc lớn lao với người kia. Với cô bé Nguyễn Quỳnh Anh, những vòng bánh xe lăn có lẽ là hạnh phúc nhỏ nhoi để em có thể tự tin vững bước trên cuộc đời. Cô bé Quỳnh Anh mang trong mình căn bệnh bẩm sinh thoát vị màng não tủy và não ống tủy. Con đi lượn một vòng xung quanh cái không khí đêm trung thu của bạn xem. Mặt mình không hề mắc phải. Con sẽ hiểu cho khi thắng được thân thể con thay con đau nhất. Mình có phải nghỉ học ở nhà.
vất vả như vậy, nhưng mà và thầy cô Quỳnh Anh vẫn không lười bước chút nào. Các người dân, người lớn, em nhỏ tập trung rất đông. Cô bé đứng theo hắn, nuôi ở bên cạnh đoàn viên, giúp em tiến bộ từng ngày. Giờ đây trong đường mắt của cô bé chính phủ đó luôn tràn đầy niềm tin và hy vọng. Khiến em trở nên cực kỳ ít nắm hơn những bạn đồng trang lứa. Là con nhỏ, con thấy mẹ đi đi lâu quá không về, con hỏi thấy ba với mẹ. Mẹ nói là mẹ làm gì mà lâu về dữ vậy? Mẹ nói là mẹ đi cách ly 10 năm mới về. Giấu, giấu không biết. Chứ nó điện sao mà con điện mẹ không bắt máy là mẹ cách ly 10 năm mới về. Cũng đi dạo tiếp các bạn. Phong cảnh xung quanh rất nhộn nhịp. Các hàng quán bán xung quanh rất đông. Xuống dưới đây vậy? Đây là gian hàng bánh tráng, nướng. Em nhỏ đang chơi bãi cỏ. 3, 2, 1, kết thúc. Một quang cảnh bữa lễ Trung Thu rất tuyệt vời. Các em nhỏ tung tăng chơi cùng với gia đình. Thêm niềm vui, thêm bao người bạn.
rất nhộn nhịp các bạn ạ. Chị Hằng cho buổi hỏi như thế này nè, qua các bài hát vừa rồi thì chị Hằng và tất cả các bạn nhỏ của chúng ta học hỏi được những điều gì nè? À, cái này chị biết nha. Còn các bạn nhỏ phía dưới thì sao nhở? Các bạn nhỏ có biết không? Đó là mình phải biết chia sẻ niềm vui cùng với những người xung quanh, đặc biệt là phải đoàn kết và yêu thương lẫn nhau và thực hiện những điều tốt thường ngày. Và dạ đúng rồi đó chị Hằng, các bạn thân mến, đoàn kết sẽ yêu thương với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ khó khăn, đó là một đức tính rất là tốt. Chị Hằng ơi, chị Hằng có biết không, đoàn kết sẽ yêu thương là một trong những đức tính rất là tốt mà hiện nay tất cả các em nhỏ của chúng ta đang lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là trong dịp Tết Trung Thu này đó chị Hằng. Và bây giờ, tôi sẽ mời chị Hằng cùng với tất cả các em nhỏ của chúng ta cùng đến với các điểm cầu để xem ở nơi đó, ở địa phương, các bạn nhỏ của chúng ta cùng vui Tết Trung Thu như thế nào nhé chị? Hay quá Cội ơi, chị Hằng cũng muốn biết ở những nơi khác thì các bạn nhỏ đến Tết Trung Thu như thế nào. Vậy bây giờ, điểm đến đầu tiên của chúng ta là ở đâu Cội nhỉ? Và điểm đến đầu tiên của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, Cội sẽ đưa chị Hằng cùng với tất cả các bạn nhỏ của chúng ta sẽ đến với điểm tỉnh Thái Nguyên. Chị Hằng ơi, điểm Thái Nguyên là theo trong kế hoạch thì điểm Thái Nguyên của chúng ta sẽ là điểm kết nối trực tuyến với chị em mình trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng do tình hình mưa, bão lũ và ngập lụt nặng trong những ngày vừa qua, cho nên trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhỏ sẽ không kết nối trực tuyến với chị em mình được. Nhưng mà chị Hằng cũng không có lo, ngay lúc bây giờ thì tất cả các bạn nhỏ của chúng ta cũng đã gửi một đoạn video và clip. Sau đây xin mời chị Hằng cùng với tất cả các bạn của chúng ta cùng chào các bạn thiếu nhi tại tỉnh Thái Nguyên nhé. Cho anh một cái clip của Thái Nguyên. Máy bay giờ bóng bóng nó bị đứt nhau. Không, một cái clip Thái Nguyên thôi. Chị Hằng chú Cội ơi, bây giờ cái điểm kết nối là phải xuống hẳn đây này, không đứng đấy gãy cổ mất. Xuống hẳn dưới này. Đó. Xin chào Đắk Lắk, xin chào các bạn thiếu nhi cả nước. Chúng mình là đội thiếu nhi đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội nhóm của các thiếu nhi Thái Nguyên. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng để kết nối với thiếu nhi cả nước trong đêm Trung Thu, hôm nay do ảnh hưởng của bão lũ, tình hình ngập lụt đang diễn ra diện rộng ở khắp các khu vực thành phố nên chúng mình đã không thể kết nối trực tiếp được. Bây giờ là 9:45 sáng ngày 14/9/2024. Chúng mình đang có mặt tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên với các thầy cô chuẩn bị những túi quà
tình hình bão lũ đang rất khó khăn, nhiều nơi mực nước ngập vẫn còn rất cao, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm mang trung thu đến tận nơi cho các em nhỏ, mong muốn động viên tiếp thêm niềm vui cho các em trong mùa trung thu thật đặc biệt này. Hy vọng những khó khăn vất vả sẽ nhanh chóng qua đi để các em sớm ổn định cuộc sống và được trở lại trường học. Xin chúc các em thiếu nhi cả nước nói chung và thiếu nhi ở các khu vực bão lũ sẽ có một đêm trung thu thật vui và ấm áp. Điểm cầu còn lại chúng ta sẽ tổng duyệt các điểm cầu sau. Giờ tiếp tục vào nội dung tiếp theo. MC ơi, em xin dừng lại. Đi. Chú Ếch Sành. Chú Ếch Sành. Tiếp tục. Quay quang cảnh xa xa hơn xung quanh bạn đẹp, buổi tối rất nhộn nhịp và đẹp trời. Không thể ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì không bị ngập lụt quá ạ. Còn các em nhỏ ở phía Bắc thì bị ảnh hưởng của bão nên các cháu đêm trung thu cũng không được vui. I'm not.
Thì bên này thì người dân buổi chiều tập trung ở bên bãi cỏ rất đông các bạn. Đi khóa. Đang đi quay. Đi qua. Mình vừa quay một vòng ở lễ hội Trung thu ở thành phố Buôn Thuột. Giờ mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.